Hello mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nha. Ngày hôm nay thì mình sẽ review cái bộ trang phục của nhân vật diễn viên tập kỹ có tên là Tên Lửa và cái emote gọi là Thán Phục. Ok. Mình thì vừa mới mua bên nick của mình thì là nhân vật Crybaby. Còn bên nick của chủ đây thì mình sẽ mua cái bộ trang phục của diễn viên tập kỹ để review cho bạn thử xem, san đều hai bên. Chứ thực sự ra thì mua 100 cái kính lúp với cái bộ trang phục này thì khá là chua chát nha. Cài cái sâu cuốc bẫm rất là nhiều thì mới có thể gọi là sở hữu được đấy. Mua thì mua một cục, nhưng mà lúc mà mình tích góp lại, mình để dành các thứ thì từng miếng nhỏ li ti chứ nó cũng chẳng có được nhiều. Từ từ nha, cu trang. Anh ấy vẫn chưa biết hiện diện của mình ở đây chắc. Đang dè chừng, thôi, canh đập ván cái cu trang không an toàn tí nào, hitbox đều lắm. Trời ơi, nhầm rồi. Quá nhầm. Ui, sao nó đi nhanh thế? Đi vào bom đi. À, dính bom rồi. Thấy đi từ từ là biết dính bom rồi. Thôi mình chuyển khúc cai đây. Trời ơi, thôi chết rồi. Anh ấy vẫn đang dè chừng mình nhảy qua cái ván. Bay à? Ôi, không. Ôi, mình cứ tưởng nó bay, mình chạy. Ôi trời ơi, tốc biến. Phà khét thế không biết. Ông Snow chạy đi. À, bay rồi. Đi lòng vòng mấy cái chỗ này đối với Gu Trang các bạn cũng cần phải cẩn thận nha. Bởi vì khả năng bung rủ của ông này rồi hitbox nó rất là xa đối với dạng màu trắng. Ui dồi ôi, không có thể nào mà đi vào. Thôi anh ơi, biết ngay mà. À, mình vừa mới làm clip An với cái bảng persona xong. Không hiểu sao khi mà mình xuất video á, nó bị lỗi. Rồi mình cũng chẳng để ý nữa. Buổi trưa 11 rưỡi đúng cái giờ mình đăng lên. Thế là mình mở, mình coi. Vừa đi ranh vừa coi các thứ. Ai mà ngờ nó giật tung lên đâu. Rồi cuối cùng là mình phải xóa đi và đền bù lại cái clip Crybaby. À, đánh dơ. Xin đừng hôn em. Anh ấy vẫn đang mải mê phá ván. À, chuông dơ. Thôi, mình chạy nha. Để máu đi heal xong rồi nó có đuổi vũ công thì mình sẽ còn phun máu mình đi cứu. Mà nói chung là cũng tức ghê mọi người. Mọi thứ thì mình làm nó rất là chín chua hoàn chỉnh rồi. Đến khi thành phẩm thì nó như cái đách vậy đó. Cuối cùng là mình chắc là phải làm lại từ đầu cái clip về tarot mới, về cái bảng persona dành cho nhân vật hiệp sĩ. Công trình xuất video, làm thumbnail các kiểu luôn, đăng lên. Đến giờ coi cái tự nhiên lần đầu tiên mình bị luôn ấy, hơi bị sốc. Nhưng mà đáng chú ý hơn hết là mình mang bét của Joker luôn. Nhìn như một cúp bồ ha. Dễ thương. Tập kỹ này có một cái nhược điểm mình không thích, đó chính là xài hết bom xong cái là thôi á, bắt đầu cay chay. Hơi bị sốc ở cái vấn đề này. Các bạn có thể ấn giữ skill để tăng cái khoảng cách bom ném ra xa hơn. Nhưng mà nó cũng cần phải đòi hỏi các bạn có đủ khoảng cách an toàn so với tầm đánh của Hunter nha. Chứ nếu như mà đang dí mà các bạn cứ ngồi xuống bạn gồng lên là đứt dây lúc nào không biết luôn. Ê coi chừng nha. Để mình đi vòng mình cứu vũ công. Bay đi anh, bay đi. Ok, bay rồi. Nhưng mà mở cổng chậm lắm. Ô tiên tri cho mình cứu để đi cứu luôn này. Đáng yêu ghê luôn. Ok. Rất là cảm ơn luôn. Hiện tại thì bom lửa mình xài sạch rồi. Bom bùn này, đúng rồi. Đi vào bùn đi. Đi vô bùn. Sợ.
mỗi đứa một phương. Ê, nó bay kìa. Tin chi thoát rồi, ok. Ủa, sao kìa? Ủa, Vũ Trang đâu? Ơ, mình tưởng nó đang đuổi Vũ Công cơ. Ủa? Thanh niên lạc dấu rồi. Ok, heal xong thì chạy vô. May quá. Bó tay anh ngu luôn. Vẫn ở đây, vẫn ở đây. Hay chà chà. Ca này hơi bị căng rồi nha. Quá căng luôn, không phải đùa đâu. Thôi vô cổng luôn. Thoát chắc rồi, hết gần hết mắt đỏ rồi. Ở đầu hàng rồi. Trời ơi. Mấy hôm nay toàn là gặp Hunter bất lực. Ôi sợ ôi, mệt mỏi luôn á. Hello, mình đã quay trở lại với một clip thứ hai ở map sửa vũ khí. Ở cái map này đúng là sử dụng bom cực kỳ sướng luôn á. Nó đỡ hãm giống như cái map leo. Có chừng nó bay nha. Ui. Ui. Cái gì? Trời ơi, hết hồn. Cái thằng này nó bay ghê vậy. Coi chừng nó bay ngay mặt. Không thể tưởng tượng được. Ôi, đi vào trong nhà cho nó an toàn. Khúc đấy mà mình đứng lại mình đập ván là ăn đập chắc luôn. Gì đây? Gì đây? Nhớ là chạy lấy đạn. À. Đừng có tưởng lừa được tớ nha. Không dễ đâu. Trái. Úi dồi ôi. Còn ván là còn tát, còn nước còn tát. Lại là cắm mắt. Nó ghét tớ rồi. Nó đuổi thôi. Tập kỹ là một diễn viên siếc. Xong rồi còn mang theo cái nhạc truy đuổi. Nó ngố ngố thế này, nó công nhận là vui tai ghê á. Trời ơi, đi đuổi mù đồ đi, đuổi tớ thế này trời. Ô, nó đi rồi. Yeah. Mơ lem. Ủa sao mình ca nãy giờ mới được có một máy khá là lâu ha. À, vừa nói xong được hai máy rồi. Cái gì vậy? Vừa mới bay xong giờ lại đuổi mình tiếp kìa. Cắm mắt đồ, thôi mình đi. Mình không ở đây đâu. Cố lên. Úi dao, đau. Trời ơi. Các bạn chú ý cái dù Vũ Trang khi mà thay đổi hình dạng ấy, nó sẽ có màu xanh. Mình đi ngược lại. Bay của đấy thì mình đi ngược lại. Cái dù màu xanh này nó sẽ tăng đòn tốc độ đánh. Hồi nó đánh rất là nhanh luôn. Nhưng mà chỉ được một lần khi mà thay đổi hình dạng thôi. Chứ nó không tồn tại mãi được. Ôi, mình vô. À, có người trong đây, hay quá. Hiu. Chị thương. Ôi, nó tới nữa. À, sợ. Thanh niên đang sợ ăn súng. À, cắm mắt ghét ghê. Làm cái gì cũng lâu. Nè nha, đừng ngựa nha. Ăn gõ chết luôn á. Giờ Vũ Trang thì sợ súng 100% rồi. Để mình tới mình cà hẩy. Hai đứa hai đầu. Không biết nên cam hướng nào. Hay quá. Ôi giời. Trời ơi, nó đau. Phát súng gọi là chí mạng luôn đấy. Không đuổi rồi, nó không đuổi nữa rồi. Để mình lại mình cố gắng mình sửa luôn cái máy này. Tập kỹ thì là sửa máy cũng rất là ổn. Nhưng mà chỉ cái mở cổng bị debuff thôi. Cho nên là các bạn có gặp đồng đội thì mở. Còn không gặp thì bất đắc dĩ là phải mở thôi. Cái đó không phải bàn rồi. Anh Vũ Trang đang rất cơ động. Dù màu xanh kìa.
hai cha, mắt khắp nơi. Cố lên, cố lên. Mùa trận này có vẻ nhàn ha, không phải lo gì hết trơn, máu sạch sẽ. Ý giống như là nhàn, nhàn gì? Kế hoàng hậu đúng rồi, kế hoàng hậu. Ui, ui sao hay vậy? Bắt con tép, thả con tôm đó mọi người. Không sao, không sao, mình mới lên ghế lần đầu thôi. Hơi sốc một tí, hơi chấn thương tâm lý một chút. Nhưng mà mọi thứ vẫn ổn. Anh ấy, ui dồi ôi, hai người đang muốn đi cứu tôi mà nó gõ bốp bốp thế này rồi. Cố lên con nó bay. Cố lên. Yes, thoát rồi. Ui dồi. Ủa bà mù sao nổ máy vậy? Trời ơi, nổ máy tỉnh ngủ liền luôn á. Mà thôi không sao. Không sao. Mở cổng thôi, yeah. À check. để cho điều phối. Mình vừa đụng vô cổng chứ bị chửi te tua. Khổ, quen tay rồi. Không biết anh Ngu Trang có bay sang đây không. Mình còn rất là nhiều bom và đang cần phải sử dụng cho hết, không phí. Yes, cổng mở rồi. Ngu Trang bay lỗi nhở. Không tới nơi đến chốn. Pha đầu công nhận bay hay thật. Đang đứng ngay cửa sổ đấy. Nếu mà mình không đứng ngay cửa sổ là mình không biết phải đi hướng nào luôn. Kiểu gì cũng sẽ một gõ. Má ơi, Manti ổn, quá ổn.